Yes, DJ. Vừa chét xong cái phiên của Leona và bây giờ mình sẽ chà sơ qua một lần nữa và đem vào nhà sơn, gắn cái tay cầm đằng sau vô nữa là xong nhé mọi người. Hãy cùng theo dõi mình nha.
Và bây giờ mình sẽ test cái khiên và cái kiếm của Leo nè. Ok. Sau khi test cái khiên này rất là đã các bạn, không bao giờ trúng được các bạn. Không bao giờ trúng được các bạn. Cầm rất chắc chắn. Cộng với thanh kiếm này nữa thì thôi chứ hết tất cả. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay hãy like và subscribe để ủng hộ kênh. Khi mà đạt được 10.000 người đăng ký, mình sẽ tặng hết những cái thanh này. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.